Chiều ngày 22 tháng 4, tại sân vận động xã Thanh Đồng đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa đội Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương và đội giáo xứ Trung Hòa. Tham gia trận đấu về đội Ủy ban nhân dân huyện có đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng cán bộ công chức Ủy ban nhân dân huyện. Đội giáo xứ Trung Hòa gồm có các linh mục, hội đồng mục vụ và con em trong giáo xứ. Trận đấu giao hữu diễn ra trong không khí thân tình cởi mở, rất đông bà con giáo lương đã đến theo dõi và cổ vũ. Trên tinh thần thể thao cao thượng, giao lưu kết nối, trận đấu đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ thi đấu đầy nỗ lực, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, nhiều bàn thắng làm nức lòng khán giả. Thông qua trận đấu bóng đá là dịp để giao lưu kết nối, thắt chặt mối đoàn kết lương giáo, đồng thời khơi dậy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn huyện. Kết thúc buổi giao lưu bóng đá đầy ý nghĩa, linh mục và bà con giáo xứ đều bày tỏ mong muốn được thường xuyên giao lưu thể dục thể thao với các đơn vị trong huyện để thắt chặt tình đoàn kết gắn bó.